Sáng ngày 20 tháng 3, đồng loạt 10 xã thị trấn huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, nhằm tạo thói quen cho mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay, toàn huyện Cờ Đỏ có trên 11.600 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tham gia. Sau lễ khai mạc, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn 10 xã, thị trấn đã tham gia chạy bộ với cự ly tối thiểu 1 km.